chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Lớn lên nào, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì bây giờ còn chần chờ gì nữa? Lên đây thôi. Yeah. Bản thân chị cũng đang rất là tò mò là trò chơi ngày hôm nay là gì. Thì bây giờ chị sẽ nhường sân khấu lại cho Wani và các chàng trai nha. Em hãy phổ biến luật chơi và chúc cho các em có một trò chơi thật là vui vẻ và thú vị bên nhau nha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Mình sẽ chia ra làm hai đội, mỗi đội 4 người. Và đây là anh số 1, số 2, số 3, số 4. Anh số 1, số 2 sẽ cùng nhau ôm một quả bóng, đi lại, đi vòng một vòng lại ở giữa. Và sau đấy ôm chặt nhau để bể bóng, bể bóng, bể bóng. Bể bóng. Là phải bể bóng nha. Chơi này ôm nhau để bể bóng thôi. Bể bóng. Vâng ạ. Ok ok. Hai anh sẽ ôm nhau để bể quả bóng. Và khi bể bóng rồi thì anh số 1 sẽ lại kia và dùng bằng miệng để ngậm bông hoa, truyền cho anh thứ 2. Và anh thứ 2 truyền anh thứ 3. Và anh thứ tư sẽ phải đứng để bó hoa thành một bó và tặng cho em. Wow. Và đội nào thì ấn tượng nhất thì sẽ chiến thắng ạ. À, bây giờ chia đội hay là em chia đi hay là tụi anh chia luôn? Và anh chia luôn đi. Và anh chia luôn. Ôi, hả? Đội bóng, dạ. Màu hồng của đội màu xanh đi. Nói ngày này anh sẽ là anh bể bóng, ông nhà bể bóng nha. Chứ đội anh là bể bóng, anh bể bóng cái gì? Ờ ok. Ác quá mày dí tao cái này. Bây giờ là đội nào chơi trước đấy? Đúng rồi. Thì cứ miễn sao mình chịu. Các có muốn chơi trước không? À, đội Thông Thảo, cao to chơi trước đây. Thông Thảo đồ xong chưa? Mình hỏi ý rồi xong chưa? Xong rồi. Bây giờ bạn muốn chơi trước đúng không? Nhường mình nói cho trước. Nhường luôn á. Nhường đó. Ok. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Rồi, sẵn sàng rồi. Ready. 1, 2, 3, bắt đầu. Từ từ, đi ý là đi làm vòng tròn tới đây đúng không? Đúng không? Bẻ đúng không? Đây, vòng vòng đây, vòng đây, vòng đây. Vòng vào đây nè. Cố. Nào, đó, bị bóng đi. Đúng không? Bị bóng đi. Ô, bị bóng. Trở thân. Mấy sao sao luôn. Đây, từ. Rồi. Nhanh. Kìa, anh phải ra đây, hai người phải ra đây. Để chân đi. Chưa. Rồi, ngậm ngay chân chỗ ly đứng. Đúng rồi, ngay rồi. Rồi, ôi, đây nè. Gì vậy? Đứng làm gì rung động ghê vậy? Oh my god. Rồi lát mấy con lại rồi. Không được. Từ từ bình tĩnh. Ủa lên đây. Anh em ghi nhận cái hy sinh của anh nhá. Là có gì không? Chuyển lên lượng đi đúng rồi. Chuyển lên cái cột đúng rồi. Nhanh hết giờ rồi. Nhanh. Yeah, cố lên. Nhanh thôi, hết thời gian rồi. Quá hợp lý luôn. Tội anh Lê Đức quá à. Chết. Ôi. Rồi, ok chưa? Khổ. Nhìn Lê Đức thấy tội tình cảm rồi. Sau cái tập này tôi biết là anh em tụi tôi tình cảm nhanh lên đây. Bỏ. Dễ nảy sinh tình cảm lắm nha. Bỏ đẹp nha. Đây. Cái mồm anh mà bỏ này. Em nhìn cái mồm anh mà bỏ này. Em đang cú rồi. Ê, một lát nữa xong mình cùng nhau bó luôn. Cùng nhau mình bó luôn. Làm cái nơ đi. Đó. Đó, đúng rồi. Ủa, cái này bỏ hả? Cái này bỏ đúng không? Tụi tôi lên xem đâu mà. Ôi, ghê, cười đều. Tụi tôi lên xem đâu mà. Quá là tinh nghiệm.
Lại lại bao giờ thấy mình hơn nó quan trọng đấy. Rồi cầm cái quan trọng. Quá sờ sảng. Thôi mọi người bảo lên đây. Anh em chỉ đến một cái mồm của tôi chưa? Đi ra đó. Đây để phụ cho. Anh Huy ơi. Thưa thằng em tôi không hết mà. Không gì rối mình hơn không gì rối. Em đừng có gì rối nha. Ok được rồi. Có cần chơi băng dính không em? Ê, tính mình có chơi sai không? Xấu quá. Đó, chút nữa chơi xấu luôn. Các bạn khơi màu chứ thì tôi chơi lại. Đi thôi đi ra nào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cho em cái một. Nhanh chí mở điện thoại. Cắt luôn, cắt luôn. Làm gì có thời gian mà hết. Không, mình phải để cái màu hồng lên trước. Anh bảo. Mình lắm màu nâu quá, nó xấu anh. Được rồi, một cái giây nữa thôi. Một cái giây. Đây, kéo. Tí nữa bên em. Thắt thêm quả nơ ở đây. Đúng rồi, cuối. Làm gì? Mình gói. Đi, đéo cho bỏ. À hả? Đây, kéo cái bàn này đi. Ok, thắt một cái nơ vào đây nữa. Chỉnh lại tí. Mày yêu chút nữa là tao sẽ xử mày nha, con chú nha. Xong rồi. Chú là tao sẽ xử mày nha. Rồi, xong rồi. Ý là cái chỗ này mình phải bẻ nghe nè. Được chưa? Quay bọn anh xong rồi. Đây bọn anh sẽ thay mặt đội của anh tặng em một bó hoa rất là đẹp ngày hôm nay. Chỉ là xong một phần thôi, bây giờ đợi đội tiếp theo. Đúng rồi. Nó nhỏ nhưng đây chứa tấm lòng của tất cả bọn anh. Hy vọng em sẽ khá là tông xuyên tông ấy. Đúng rồi. Em phải chấm điểm hoa đỏ này, dây đỏ này. Đây là cả tấm lòng bọn anh. Anh hy vọng em sẽ cảm nhận tấm lòng của anh cậu thằng nhá. Vâng. Mẹ lấy giúp em. Ôi nhưng mà hết giấy rồi. Anh em mình về đây đi. Ok. Tí thôi anh em mình lên phá. Ủa này ai số 1, ai số 2? Em số 1. Ôi nhưng mà hết giấy rồi. Anh sẽ cõng em đi luôn. Là sao là em lên luôn hả? Em để cái đây nè, xong mình cõng em đi thôi. Đội thứ 2 xin phép được bắt đầu. Đội khác thôi. Sao để vào đây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà luật là quay bụng mà. Không làm gì cũng được. Go. Tính giờ rồi đấy nhá. Rồi. Thưa anh Lohan chưa được cấp. Anh phải đợi nổ bóng mới được cấp. Chưa được cắt thôi. Rồi, em phải đợi bây giờ anh hiểu không? Khoan. Bây giờ anh mới được thủ này, bây giờ anh mới được cấp này. Rồi, bắt đầu đi. Cắt rồi đúng không? Lá cũng được. Lá đi. Mà sao cái bàn này chạy được. Ok. Ok. Nữa đi anh. Hai bông luôn. Hai bông được đúng không? Không, chai có vừa xong nói rồi đấy anh. Anh đừng có tìm em. Wow. Tôi để xem cậu làm cái gì. Đỉnh. Nhưng mà tại sao bên này được chơi là hai bông một lá? Không biết anh ơi. Oh no. Đó. Đó nhanh. Kìa. Ê gọi. Ê đợi. Đâu hoa của mình đâu? Đâu hoa của mình đâu? Hoa của mình đâu? Ủa hoa của mình đâu rồi? Đã gắp hết đâu còn ba bông nữa. Mọi người chưa gắp hết còn ba bông. Mọi người chưa gắp hết còn ba bông. Oh my god. Ôi cái bàn đó. Nào.
Gói luôn, gói luôn, gói luôn. Cảm ơn người mang bàn đây. Gói luôn, gói luôn, gói luôn. Cắt luôn. Sao Hoa lại về đấy rồi? 11 bông được, một bông thể hiện tấm lòng đi. 11 bông được, một bông thể hiện tấm lòng đi. Một bông được, một bông, một bông. Em ơi, em ơi. Vẫn còn quận dây đỏ nữa. Cũng màu mè đồ. Má ơi. Gì đấy? Cũng bày đặt cầm chiếc rồi. Đồ này quá mất thời gian rồi. Quá mất thời gian rồi. Đây để anh làm cái nơi trước. Con gái là không thích đợi đâu ấy. Không, nghịch quá là bị trừ điểm đấy nha. Ủa sao vậy? Tại sao vậy? Tôi chỉ tạo một phong trào gọi là khuấy động thôi mà. Sao vậy? Hả? Tôi bị nghèo. Ui rồi. Ôi cái gì vậy? Gói mà đi, gói mà đi, đây đây, gói đi, gói đi, gói đi, gói đi, gói chất giấy đâu hết rồi. Lấy cái quần của anh. Xong. 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 Wow. Yeah. Quá đẹp. Đẹp không, đẹp không, để anh xem. Wow. Đẹp không, đẹp không, để anh xem. Wow. Chân thành, chân thành nhé. Không, chân thành nha. Chân thành. Bọn anh giấu hết giấy của em đâu. Đâu đâu. Và sau đây là đã có kết quả phần thi của hai đội chơi. Nhìn là đủ biết rồi còn gì nữa. Về cảm quan. Em sang đội bên này được không? Bây giờ em sẽ chọn ra bó hoa của đội chơi chiến thắng. Còn bó hoa bó hoa của đội chơi thua cuộc thì em vẫn nhận. Nhưng mà sẽ đội thua cuộc sẽ bị phạt. Bị một phạt. Hình phạt. Bên tay trái em là bó hoa. Bên tay trái thì ngoài tiệm lúc nào cũng có này. Bên tay phải là ít có này. Nhìn bó của bọn anh màu nó quá là hài hòa luôn. Không, bây giờ bọn anh sẽ nhắm mắt lại xong rồi một lần em làm thế cho bất ngờ được không? Được chưa? Em đến 1 đến 3 thì em sẽ giơ cái bó hoa em chọn đi là được. Được không? Được không? Được. Nào, okay, em mọi người. Nghĩ là em thích bó hoa này. Em nghĩ là em thích bó hoa này. Oh my god. Bó hoa này của đội nào vậy? Anh ơi. Tôi gieo mình. Anh ơi. Phản, 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 phản. Anh ở đâu mày? Quá chậm lại. Con em vất vả rồi. Đau. Đau quá giờ đâu. Anh nghe vai trò ở đây đây anh ở trong đội bạn à? Ấy à. Đội tôi mà. Ai ai rõ ràng mà tôi bỏ. Mày mồ hôi chảy mồ hôi nước mắt luôn. Mà thời gian anh còn làm nhanh hơn nữa. Anh còn nhớ em vừa nãy em bồi ngồi gì không? Đội tôi. Cái này cái gì vậy? Dây nịt thật. Ý. Quá. Đầu tư anh ơi, đầu tư. Bây giờ các anh có thể là nghe hình phạt của mình rồi chứ ạ? Ủa thế thế tối nay đội anh thua thật à? Đúng. Em nói đùa đúng không? Đội anh thua thật á? Dạ. Thua thật sự hả? Anh tát em phát em có thật không? Ôi thua thật rồi anh ơi. Thua thật rồi. Hai tiểu phẩm ngoài á. Bây giờ các anh ở đội thua cuộc sẽ lấy băng rô và cài nơ và cùng em chụp một tấm ảnh. Được 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 được, cái này ăn hết chỗ bột này chứ bọn anh còn làm được. Ba đội yêu nhắm ba cái đội yêu rồi. Đấy là phần thưởng rồi, không phải là hình phạt. Đây 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 đây, cái này đây. À nơ đấy. Có luôn à? Có luôn à? Ê cái nơ quá, sao mày đưa cho anh cái này? Cái nơi đáng yêu quá. Còn tới thì đeo đeo đi. Em cũng muốn đeo. Cậu học cái này. Anh là một cá ngu ngốc. Thì cái nơ sao anh đeo mà không học tóc rồi toàn tóc rồi. Để ở cằm. Em mới đi sao? Sửa cằm đúng không? Không phải, em đi độ cằm đúng không? Để cho nó anh hộ em phát luôn nhé. Ok ok ok. Ok chụp hình không?
Ok, chụp hình được không? Hai thằng này thải đau như đúng cầm đúng không? Thấy mình như tiểu năng. Bây giờ các anh phải tạo dáng hài hước để chụp một tấm ảnh. Okay, chụp ở đâu? Hài hước thì đi vào đâu vậy? Hài hước mà. Hài hước đây. Không phải dễ thương đâu. À vậy hả? Anh em mình làm khỉ đột đi. Hài hước. Hài hước nè. Ok. Hài hước nha. Anh em khỉ đột nữa. Xấu nha. Nào có biết làm khỉ đột không? Ok. Nhưng mà bây giờ đội anh thắng thì đội anh được cái gì? Thôi được rồi, đó hành hạ tụi tôi vậy. Chiến thắng thì được cái gì? Rồi, quá. Chết rồi, hôm nay em chỉ nhớ mang hình phạt tới thôi, em không nhớ mang phần thưởng tới thôi. Quá được rồi. Không, phần thưởng là có được em. Dạ, vâng. Ôi, đây là sân khấu lúc nãy của chị đó hả các em? Đúng. Ôi, Lê Đức. Đó. Em ổn không? À, một lớp make up mới thôi ạ, layout mới để chuẩn bị đón. Nhưng mà chị Phương Anh em vẫn không chấp nhận. Chị thấy hai bó hoa này, chị thấy bó hoa là đẹp hơn. Bó hoa nào đẹp hơn? Nếu mà chị thấy bó hoa của đội em xấu hơn, em chấp nhận chịu hình phạt. Đừng nói cho biết đội nào cả. Chị không biết là hoa là của đội nào cả. Đặc biệt chị vừa mới lia xuống đây mà chị thấy đây là cái gì vậy các em? Chính cái dịch còn chơi của em. Trời ơi, nếu mà xét về sự cố gắng thì chị thấy là cái bó hoa này rất cố gắng luôn á. Cái sự trả giá cho cái việc chơi xấu này thì các em cũng đã thấy rồi đó, đúng không? Chưa hài lòng hả? Rồi, cảm nhận của em như thế nào đây Đức? Về phần chơi này ạ? Đúng rồi, thật sự là rất cái sự vui. Thất bại á em, chị đang hỏi về đúng rồi. Không em... nha, chị đặc biệt thấy em chơi rất xấu nha. Người ta gọi đấy là chiến thuật và kế hoạch thôi. Bọn em đã đưa ra những cái kế hoạch phù hợp với chiến lược đúng không? Đúng. Thì nhưng mà thật tiếc mà. Đúng rồi. Giúp đỡ nhiều cũng thế đâu. Rồi nhưng mà cái vấn đề quan trọng trong cái phần trò chơi này là giúp cho cô nàng Bonnie của chúng ta có thêm tín hiệu về cái chủ nhân của tấm thiệp đó. Thì không biết là chị tin là sau cái trò chơi này thì ít nhiều gì em cũng cảm nhận được chủ nhân tấm thiệp đó là ai đúng không nè. Và bây giờ thì mời các chàng trai của chúng ta trở về vị trí của mình nha. Bạn đã đến với phần tỏ tình. Và Quanny nè, sau trò chơi vừa rồi thì cảm giác của em như thế nào về các chàng trai ở tỏ tình Hoàng Mỹ ngày hôm nay? Dạ, em thấy các anh rất là vui tính ạ. Ừ, vậy thì em có đặc biệt để ý đến ai không? Em thấy anh Lohan với anh Lê Đức đang rất đáng yêu. Rồi. Yeah, anh ơi. Yeah, rồi, Lohan nghĩ như thế nào? Thông qua phần từ khóa và thông qua trò chơi thì em có một cảm nhận là Winnie là một cô gái rất là mạnh mẽ. Mặc dù ngoại hình thì rất là đáng yêu nhưng mà có thể mọi người cũng nhìn thấy là Winnie là một cô gái rất mạnh mẽ. Thì em cũng đang phân vân không biết là tại những tổn thương trong quá khứ tạo nên một Winnie hiện tại mạnh mẽ như thế này hay là bản chất của em đã mạnh mẽ như thế? Dạ... em nghĩ là những gì xảy ra trong quá khứ. Vậy nếu mà sau những cái tổn thương đấy thì nếu mà em bắt đầu một mối quan hệ mới thì em trông đợi điều gì ở mối quan hệ này? Em trông đợi đó là anh ấy hiểu em và thương em ở bên cạnh em. Tại em là một người rất là sợ cô đơn, cho nên em rất là dính người yêu luôn á. Em muốn tìm có một chàng trai yêu em và em sẽ luôn ở bên cạnh người đó. Yêu và hiểu đúng không nè? Dạ. Và Phương Anh tin chắc rằng sau phần trò chơi vừa rồi thì ở vị trí của Wani hay là tám chàng trai cũng có một cái sự rung động nào đó cho riêng mình. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi đến phần tỏ tình ngược nha. Mời các chàng trai của chúng ta quay ghế ạ. Và đây là khoảng thời gian mà tám chàng trai của chúng ta sẽ tự hỏi lại chính mình là cô gái đang đứng ở đây có phải là người mà bạn đã rất rung động
và bạn đang thiếu đi một sự mạnh mẽ. Đó là chưa có thể nói ra mình là người đã gửi tấm thiệp này đến với Wonny. Và Phương Anh nghĩ đây cũng là một cơ hội để cho bạn thổ lộ. Bây giờ Phương Anh sẽ đếm. Và các bạn, nếu như ai đó muốn tỏ tình với Wonny thì xoay ghế lại nhé. Vậy thì chính anh là chàng hoàng tử của em đây. Em đánh rơi một chiếc hài nè. 3 2 Em đã biết Wonny từ trước à, chúng em đã từng gặp nhau ở phòng thu. Và em cũng có ấn tượng tốt với Wonny. Một Em thì em hiểu Wonny nhiều rồi. Bây giờ em để cho mọi người hiểu nhiều xem luôn. Là mọi người hiểu được cái cô gái này bao nhiêu phần à, hay là có khi em chính là người mời Wonny tới đây. Xin chào Dương. Ok. Khi vừa đếm 3, 2, 1 thì chị thấy người đầu tiên xoay ghế là Vi Dương. Thì trong lòng chị, câu trả lời cho chủ nhân của tấm thiệp là Vi Dương. Nhưng sau 3 giây tiếp theo lại là Duy Luân. Cho nên là bây giờ chị cũng đang rất là tò mò, không biết ai là người đã gửi tấm thiệp nó cho em. Và em có nghĩ là Duy Luân và Vi Dương, một trong hai người này đã là người đã gửi tấm thiệp đó cho em hay không? Em linh cảm về người nào nhiều hơn? Em xin phép nói trước ạ. Ui, anh gia yêu quý của em ơi. Ok. Thôi, ý là anh có tình cảm với cả bạn gái ngày hôm nay và muốn bấm nút để tỏ tình được. Nhưng mà em nói cho anh để anh hiểu luôn nhá. Là cái người gửi bức thiệp đấy ngày hôm nay đấy là em. Và tất cả mọi thứ bên trong kia em chuẩn bị đều là em muốn dành bất ngờ cho cô gái này. Và chị có cảm giác là em cũng đang rất là hồi hộp đúng không? Em hồi hộp, em run từ nãy giờ. Em run nãy giờ. Đúng rồi. Ồ, vậy thì chị sẽ không để cho em phải hồi hộp và run quá lâu. Cũng dạ. Như là không để cho quý vị khán giả chờ đợi quá lâu. Dạ. Mời quý vị khán giả cùng với 8 chàng trai và cô gái của chúng ta đến với phần tỏ tình. Tải ngay ứng dụng Ask Any để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Anh đã chuẩn bị bên trong là những khung cảnh rất là tuyệt vời. Bây giờ mình vào trong nhá. Dạ, ok anh. Mình ngồi ha. Anh ơi, mình uống ly ta. Mình cùng nhìn khung cảnh một chút ha. Em cảm thấy khung cảnh ở đây rất là đẹp. Đúng với ý của em mà nếu sau này em có một căn nhà, em sẽ tự tay trang trí khung cảnh nhiều cây cối và nhiều ánh đèn vàng như vậy ạ. Thì
Thì tất nhiên đây chỉ là một khung cảnh demo thôi. Sau này khi mà mình về chung nhà với nhau á, thì mọi ngôi nhà chung của chúng ta, những ngôi nhà chung chúng ta sẽ đều là do tay em thiết kế và trang trí theo ý của em hết. Lý do hôm nay anh mời em tới đây trong một cái bối cảnh đẹp như này là bởi vì anh cũng muốn em được yêu thương và chăm sóc trong những ngôi nhà xinh đẹp như vậy. Và người mang lại yêu thương đó chính là anh. Và người mang lại yêu thương đó chính là anh. Em tưởng là anh không thích công khai chuyện tình cảm thật của mình rầm rộ trên mạng xã hội mà. Anh biết là trong quá khứ anh đã từng làm em buồn vì anh còn chần chừ và e ngại không dám thổ lộ chuyện tình cảm với em và làm em thất vọng. Chính vì thế mà hôm nay anh đã mời em tới đây để có thể được bày tỏ tình cảm của mình với em trước sự chứng kiến của rất nhiều người, và cũng để khẳng định cho em biết một điều là anh đã sẵn sàng ở bên em. Ngày hôm nay khi mà em tới đây ấy, anh đã chuẩn bị cho em những cái phần quà rất là hấp dẫn. Em rất là thích quà, anh cứ tặng đi, em nhận hết. Cứ bình tĩnh, từ từ. Anh biết là ấy, những thứ gì mà dễ dàng có được quá thì em không thích. Em nói như vậy là không thú vị. Chính vì thế ấy, để tăng cái phần hấp dẫn cho những món quà này, anh đã có chuẩn bị một số những câu hỏi và thử thách. Nghĩa là em phải vượt qua thử thách mới được nhận quà đúng không? Thì tất nhiên, nếu mà nhận quà bình thường thì nó đâu còn gì thú vị nữa. Nếu mà như vậy á, bình thường á hả, ở ngoài á là em sẽ không thể nhận quà đâu. Nhưng mà bởi vì đây là chương trình tỏ tình hoàn mỹ, cũng em cũng từng thử thách người khác như vậy, cho nên là ok, em sẽ đồng ý với những thử thách gì đó của anh. Không để mất thời gian nữa, bây giờ mình đến cái thử thách đầu tiên ha. Ok. Ok. Thử thách đầu tiên mình kiểm tra não bộ một chút đi. Ok, trí nhớ hả? Kiểm tra trí nhớ một chút đi. Đố em ngày đầu tiên mình gặp nhau như thế nào, và cái ấn tượng của em về anh đó là gì? Em vẫn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau là nói chung rất là lãng mạn, và một trời đông của Hà Nội. Và thời gian đó em có nhiều chuyện buồn nên em có ra Hà Nội chơi cùng anh chị của em. Thì anh chị của em có, hôm đó nhà em mở tiệc để xem đá bóng, và em có nấu ăn, em có ngọt trái cây. Thì hôm đấy vợ chồng anh chị của em bảo là sẽ rủ anh tới chơi, thì hôm đó anh tới trễ mà đúng không? Có, anh có nghe anh Tuấn kể là em bắt mọi người phải đợi anh đến ấy thì mới được ăn đấy. Dạ đúng rồi. Anh cảm thấy vui. Em cũng không hiểu tại sao lúc đó em làm vậy nữa. Lúc đó em chỉ cảm giác là hình như giống như đón tiếp bạn bè, thì cũng là bạn bè của anh chị, nhưng mà em cảm giác như mình đang cần phải tiếp đãi tử tế với người này. Em không hiểu vì sao em làm vậy, nhưng em bắt mọi người đợi đến khi anh tới thì mới bắt đầu mở tiệc để ăn uống. Thế à? Thực ra hôm đấy anh Tuấn anh cũng nhắn tin cho anh từ sớm ấy. Tự nhiên hôm đấy anh nghe nói là em ấy tí sang bên nhà anh xem bóng đá, có em gái anh từ Sài Gòn ra chơi. Thế anh mới bảo là đâu em gái nào, đâu em gái nào, gửi cho em Facebook em xem. Thế là anh Tuấn anh mới gửi Facebook của em qua. Thì lúc đấy nhìn ảnh anh cũng hố kết rồi, cũng muốn qua chơi lắm, nhưng mà vẫn lúc đấy vẫn còn sĩ mồm nhắn tin cho anh Tuấn nữa, bảo là em qua chơi em xem đá banh với anh, nhưng không phải là vì có em gái của anh mà em mới qua đâu nhá. Thế anh qua vì xem đá banh hay là vì em? Bây giờ thì anh thú thật, nó qua là vì em. I'm for the love.
tất nhiên là qua là vì em rồi. Bây giờ anh chả nhớ cái trận đá banh đấy như nào. Là đó là lần gặp đầu tiên của chúng ta, có ấn tượng. Ấn tượng về anh thì có rất là nhiều ấn tượng. Lúc đầu em vừa nhìn anh tới, em mới thấy bóng dáng phía sau của anh thôi, em chưa có thấy mặt của anh. Nhưng mà em lại cảm giác là ấy chết, cảm giác rung động một chút, cảm giác như có một cái linh cảm gì đấy. Yeah, em không biết phải nói như nào, nhưng mà có một linh cảm gì đó khiến em cảm thấy rung động. Yeah, nhưng mà em rất là đề phòng. Lúc đó em có rung động một chút nhưng em rất là đề phòng. Em không có thích để mình cảm giác là mình thích ai nữa hết trơn á. Thì mới đầu gặp em anh cũng thấy cũng cảm nhận là chảnh chảnh đấy, đâu có ke mình đâu. Cố tình thôi. Thì hôm đấy khi mà anh đến nhà em ấy, mà mắt anh bị cận, em biết là mắt anh bị cận mà. Thế là anh nhìn loáng thoáng qua thì anh thấy có ba người con gái ngồi ở cái ghế sofa đấy và chào lại anh, mà từ ngoài cửa vào anh không nhìn thấy mắt anh cận. Mà nhưng mà anh bảo là ủa sao không có em ta, hay có em không? Ủa chết rồi, hỏng rồi, sao không thấy giống ở trong hình, sao không thấy giống ở trong hình. Nghĩa là anh nhìn ba người chị rồi anh nhìn tưởng em chị, anh nghĩ là có em ngồi ở đấy. Anh bảo hỏng rồi, sao lại không giống ở trong hình. Thế tự nhiên anh lại nghe thấy một cái tiếng hát, anh nghe thấy em hát đâu đó cái gì là anh đưa em lên sofa xem phim như ở CGV. Em cũng đang hát linh tinh, tự nhiên mở cửa ra thấy anh, em cũng giật cả mình. Tự nhiên đùng cái mở cửa ra nhờ. Xong bắt đầu hai đứa mình va nhau luôn, lúc đấy là hai gánh mắt va nhau rồi. Và lúc đấy đúng thật là đúng cái kiểu là đứng hình mất 5,1 giây ấy. Dạ. Còn một cái đặc điểm nữa mà anh thích về em á, đó là tên của em. Em tên là Duyên. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Anh tên là gì? Anh tên Dương. Anh tên là Dương. Thế bây giờ anh đố em nhá. Duyên với Dương, Duyên Dương, bỏ chữ giờ đi thì nó thành cái gì? Ôi là Uyên Ương. À ghê nhờ, ghê nhờ. Giờ em biết đấy nhở. Uyên Ương, Duyên Dương, Uyên Ương. Mà còn những điểm nữa, đó là khi mà anh tiếp xúc, anh nói chuyện với em ấy, càng trải qua những ngày làm việc cùng nhau thì anh thấy em là một cô gái rất là kiểu kiên cường và nghị lực ấy, và rất là nhiệt huyết và đam mê với cái công việc nghệ thuật. Cảm giác thấy là anh cảm thấy nể em hơn. Em muốn mọi người, những cái người mà xung quanh làm việc với em ấy, là đều muốn cố gắng và nỗ lực cùng em. Và anh cũng là một người như thế. Khi mà ở bên cạnh em ấy, anh tự cảm thấy mình là anh cần phải nỗ lực để làm tốt cái công việc của mình. Cũng chính vì vậy nên là em cũng rất là thích được làm việc với anh. Bởi vì trong thời gian qua em cảm nhận được anh là một người làm việc rất là nhiệt huyết, nhiệt tình, có tâm. Và anh luôn chiều theo những cái điều mong muốn có phần khắt khe của em. Anh biết em là một người rất là nghiêm túc với công việc mà. Thì đó là một cái tính mà anh nghĩ là nó là tốt thôi. Thì vậy nên mình mới làm việc được với nhau tới bây giờ ấy nhở. Còn không thấy toang lâu rồi anh ha. Một câu trả lời là cái sự tốt đẹp của anh. Là anh sẽ tặng em một món quà. Ok, bây giờ mình đến với món quà đầu tiên nha. Dạ vâng. Và cái hộp đẹp quá anh. Bây giờ em muốn anh mở hay là em mở? Hay mình mở đi. Ok. Mở nhá. Dạ. 1, 2 quá. Wow, đây là cái cây. Nhìn quen lắm nha. Quen không, nhìn kỹ này đi. Đây là cái cây mà mấy tháng trước anh bảo, đợt trước em tặng anh, nhưng mấy tháng trước anh bảo bị héo chết rồi mà. Sau đấy anh vứt rồi mà. Anh mới mua lại cây khác à?
nhìn cũng giống á. Quên đi, cây này là cây thật, vẫn là cái cây đấy. Thật không, em nhớ nó héo rồi mà. Nó là cái cây đấy, anh cái việc mà anh nói là nó đã héo và vứt đi ấy, đấy là anh trêu em thôi. Đúng là cũng có một khoảng thời gian anh quá bận rộn với công việc đi. Anh vô tình anh đã bỏ bê cái cây này. Nhưng mà anh đã kịp thời phát hiện và tưới tắm cho nó, chăm lo cho nó và để cho nó tươi tốt lại như này. Anh từng bỏ bê nó hả? Thì mà không sao, bây giờ em thấy cũng... em thấy cái cây tươi tốt như vậy thì cũng tất được nhiên... rồi, không sao hết. Phải vất vả lắm thì anh mới chăm nó lại được tươi như này ấy. Cái này nó vẫn còn hơi héo một chút này. Điều này nó cũng giống như là cái tình cảm của anh dành cho em ấy. Nó luôn là âm thầm và vun vén, vun trồng. Anh mong một ngày nó cũng sẽ nở hoa và nó cũng sẽ phát triển. Cũng giống như là tình cảm của anh dành cho em. Vậy bây giờ anh định tặng lại cho em cái cây này hả? Anh không muốn chăm sóc nó nữa gì? Anh muốn gửi lại để em chăm nó đúng không? Ý của anh ấy là hai đứa mình cùng chăm. Anh muốn hai đứa mình cùng chăm cơ. Nếu vậy thì anh phải luôn có mặt bên cạnh em rồi. Dạ. Thôi bây giờ mình đến một cái gì đó nó vui hơn đi. Dạ. Ok. Ok. Bây giờ nhá, mình sẽ đến một cái thử thách thứ hai. Đầu bếp. Đây là món mì Ý. Thì anh biết sở thích của em là ăn mì Ý mà. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cái đĩa mì Ý này ấy, ăn bình theo cách bình thường ấy thì nó sẽ rất là bình thường. Hôn đê. Cho nên để tăng cái sự hấp dẫn cho cái món mì Ý này, anh đã chuẩn bị cho em một cái trò chơi, một cái thử thách. Lại một thử thách nữa. Yeah. Nghĩa là đó phải... chính là thử thách ăn mì Ý, nhưng mà ăn em biết cái trò mà ăn mì Ý nhưng mà hai người cùng ăn một sợi với nhau không? Em biết rồi. Xong đầu càng gần càng tốt, càng gần càng tốt đấy. Nhưng mà mình sẽ chơi theo cái số đo, những cái số mà của các khách mời yêu cầu. Chơi. Bây giờ chơi chốt một con số ấy cho em xem nào. Vậy anh em lấy số nào đẹp nào? 0.5, nhưng mà nếu em chạm môi là thua. Chạm môi là thua. Thì em thua cũng được mà anh. Vì Dương đang muốn thua. Tóm lại là chốt là 0.5. Bây giờ hai người bắt đầu chơi đi. Chốt chưa? Chốt. Thảo át. Thảo luôn. Thế bây giờ mình cứ chơi đi. Sợ gì 1mm thôi mà. Anh dụ em đi nhá. Em chơi thử cho biết. Anh cũng chơi trò chơi lần đầu thôi. Đừng có đứt gánh dọc đường nha. Tình duyên nó không đẹp đâu đó. Ôi hay quá, hôn đây. Từ từ nào. Đó. Khoảnh khắc đẹp nào. Chọn môi. Nghiêng cái đầu ra em ơi. Vi Dương ở dưới này còn có tâm bộ 7 người đó. Vi Dương đúng là hảo hán. Hảo ha. Chơi được ngại quá. Hôn em rất chai triệu luôn ý. Chưa được anh. Tại vì run quá lòng ngóng ấy. Đúng là bad boy mà. Bây giờ cho anh cho anh ngồi lại một chút nhá. Dạ rồi, em tưởng quá. Anh bảo cho anh hôn lại. Tưởng anh bảo cho anh hôn lại. Về hôn lại cũng được. Đùa chứ. Lúc mà bọn mình quay á, đâu có ngại. Mình quay phim, mình làm việc chung á, mình cũng có chạm môi rồi. Nhưng mà mình đâu có ngại đâu ta. Sao ngại vậy? Lúc đấy là diễn xuất thì khác.
Còn bây giờ thì anh đang rất là nghiêm túc mời em lên đây. Nó khác. Thực ra cái trò chơi đấy anh bày ra là cố tình hôn em. Để bây giờ anh sẽ đèn cho em một món quà cho cái nụ hôn đó. Anh định tặng gì vậy em đây? Món quà này hơi bất ngờ. Ui, bây giờ em có muốn tự tay mở nó hay không ạ? Để em tự tay mở nhá ha. Em thử tự tay mở đi. Ủa? Đây là tấm ảnh. Đây là tấm ảnh hôm em bị điên, em tới tìm anh và gây chuyện với anh. Sau đấy em tức giận và em đã xé tấm ảnh này đi. Đây là tấm ảnh em xé lúc lần cuối hai đứa mình cãi nhau về cái chuyện tình cảm của chúng ta. Phân rõ ranh giới tình cảm đúng không? Dạ. Thì bây giờ anh cũng muốn chia sẻ thêm cho tất cả mọi người ở đây đều cùng biết cái câu chuyện mà tại sao mà dẫn đến cái bức ảnh nó bị xé như này. Là em và Wendy có làm việc chung với nhau một thời gian và bọn em xây dựng cái cặp hình ảnh cặp đôi content couple ở trên mạng xã hội á. Bởi vì chính vì thế là bọn em cần có những cái tương tác qua lại với nhau ở trên mạng xã hội. Thì trong cái khoảng thời gian đó cũng khá, Wendy cũng khá là stress khi mà nhận về những cái ý kiến rất là tiêu cực. Và cái lúc đấy ấy, anh chỉ có thể là âm thầm ở bên cạnh em, động viên em. Mình cùng nhau trải qua những khó khăn thì thời gian sẽ trả lời. Rồi thì mọi người, khán giả sẽ nhìn nhận lại. Thì qua từng ngày làm việc với nhau thì em càng nhận ra là mình có tình cảm với cô gái này nhiều hơn. Mình càng nể phục cái cô gái này nhiều hơn. Như kiểu là tình trong như đã mà ngoài mặt vẫn còn e. Nhưng mà chưa một lần nào bọn em xác nhận với nhau về cái chuyện tình cảm đó. Thì Wendy thì lại là một người rất là thẳng thắn. Và cô ấy hỏi trực tiếp, Wendy hỏi trực tiếp em luôn là em có muốn công khai cái chuyện tình cảm của mình hay không. Thì cái lúc đó em đã chần chừ và suy nghĩ. Và cái vô tình như thế nó lại làm cho Wendy bị tổn thương. Sau cái lần như thế cô ấy bị tổn thương ấy thì em quá là tức giận và em xé cái tấm hình này. Mà em có nói với anh là từ bây giờ sẽ rạch rõ ranh giới cái chuyện tình cảm và cái chuyện công việc. Công việc là công việc thôi, tình cảm không tình cảm là gì hết. Thì lúc đấy thực sự là anh cũng rất là buồn và tổn thương. Bởi vì là thứ nhất là cái khoảng thời gian đó em đã quá mệt mỏi và stress rồi. Anh chỉ có thể là âm thầm ở bên em thôi. Anh tự nhìn lại rằng liệu cái thời điểm đó anh công khai, anh thú nhận tình cảm, chuyện tình cảm với em, liệu có phải là một cái thời điểm thích hợp hay không. Đó chính là những cái lý do, và rất nhiều những cái lý do đổ dồn vào cái lúc đấy để khiến anh chưa thể đưa ra được cái quyết định của anh lúc đấy. Nhưng mà ấy, anh chỉ biết một điều là anh phải hàng ngày, anh phải trau dồi bản thân, anh phải cố gắng làm sao để cho cái bản thân của mình tốt hơn, phát triển hơn để có thể phù hợp với em, xứng đáng với em hơn. Thì sau cái khoảng thời gian mà khi mà em nói là chúng ta sẽ rạch rõ cái ranh giới giữa cái tình cảm và công việc ấy. Đấy thì em nói như vậy thì lúc đấy thực sự anh rất là buồn và anh cũng nghĩ rằng là mình cũng nên tạm gác lại cái chuyện tình cảm của mình để có thể là anh tập trung vào cái công việc kiếm tiền, trau dồi bản thân để xứng đáng với hơn. Nhưng mà đồng hành với đó là anh cũng luôn âm thầm ở bên em và anh luôn âm thầm theo dõi em. Thật ra ngày hôm đấy
Bởi vì tính cách của anh thì anh không có hay nói nhiều. Mà em thì làm việc với anh một thời gian, em cảm nhận là hình như anh cũng có thích em mà em không chắc chắn. Em gọi anh ra để nói chuyện thì anh không có muốn rạch ròi với em. Lúc đấy em cảm giác như anh không phải là người con trai tốt, anh là một người rất là bad boy. Nên là em cảm thấy rất bị tổn thương. Em chỉ muốn biết được là anh có thực sự muốn ở bên cạnh em không. Nhưng lúc đấy anh không nói được câu nào hết để em hiểu cả, anh chỉ im lặng. Nên em bị tổn thương á. Em tức lên và em xé tấm ảnh luôn. Từ hôm đấy tới bây giờ em cũng ít nói chuyện với anh lại. Thì anh cũng buồn mà anh cũng tổn thương mà. Nhưng mà vì sao anh nhặt lại cái tấm hình này ấy và anh đã dán lại nó là bởi vì anh trân trọng những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm của chúng ta. Mặc dù em có xé đi ấy nhưng mà anh vẫn sẽ nhặt lại. Và mặc dù là cái ảnh này nó không còn được nguyên vẹn như lúc ban đầu ấy, nhưng mà dù sao thì bên trong đấy nó cũng là những khoảng thời gian, khoảng kỷ niệm. Và nó cũng là một cái tấm ảnh mà chúng ta thích nữa, cả hai đều thích. Cái cây này từng héo. Và cái ảnh anh cũng dán lại. Nghĩa là ý của anh bảo là anh bây giờ anh muốn rạch ròi với em. Ý là cái tấm hình này, tấm hình bị rách này, và anh hy vọng rằng từ nay về sau ấy thì thay bằng cái tấm hình rách này chúng ta sẽ có càng nhiều những cái tấm hình khác đẹp hơn nữa. Anh còn chuẩn bị cho em một món quà nữa. Nhưng mà từ từ để em hỏi thử. Em hỏi một câu này nhá. Nếu như anh để ý em như thế thì tại sao anh lại tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ để làm gì? Tại sao anh không gặp em ở ngoài và nói chuyện luôn đi? Thật sự là anh đến đây anh cũng muốn có một sự trải nghiệm. Maybe anh ngồi trên cái ghế này để anh xem tình cảm của mình nó có dễ dàng bị lay động hay không bởi một cô gái khác, những cô gái khác qua từng tập mà anh ngồi ấy. Thì thật sự là cái tình cảm mà anh dành cho em ấy là anh chắc chắn. Và anh mong một ngày em xuất hiện ở đây và để anh có thể nói ra được cái tâm tư của mình và tỏ tình em như một nàng công chúa. Bây giờ mình đến với một món quà tiếp theo đi. Bây giờ anh sẽ tặng em một món quà nữa. Ok, anh cứ tặng. Anh sẽ cho em xem. Đây là những cái cây mà chứa những tấm hình của chúng ta. Đẹp quá à, em thích tấm ảnh này nhất luôn. Anh cũng thích tấm hình này. Quá dễ thương luôn. Ê, cái này là mình có cả clip TikTok nhờ mà dạ, kiểu là các bạn fan làm cho ấy dạ, mà hơi rồi. Nhiều lượt xem luôn. Đây là cái tấm hình và bộ hình mà mình thích đây. Dạ đúng rồi, bộ hình này anh đẹp, em không đẹp. Tiên là cả hai đều đẹp. Dạ. Và cả những tấm hình này nữa đây. Ấy. Bộ hình chụp ở quán ở Pizza đây. Đi xem thử bên cây này xem. Ấy chìa. Đây là cái ảnh hôm sinh nhật anh đây. Dạ đúng. Nhưng mà đây bọn của mình toàn là những tấm hình bọn mình chụp với nhau là công việc thôi. Còn nhưng mà cũng kỷ niệm mà. Ừ. Nhưng mà anh thích về sau những cây của nhà mình ấy. Là đầy những cái ảnh của mình cơ, ảnh đời thường cơ. Nhà mình á, anh có chắc là em sẽ về với anh không? Thì anh cứ nói thế, đâu chúng, biết đâu phải chúng. Bây giờ mình ra mình ngồi một chút đi. Dạ. Thật ra là em nhìn mấy tấm ảnh này á, em có cảm giác rất là vui. Bởi vì cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà em cảm thấy đi xuống tinh thần. Nhưng mà gặp anh và em với anh lại nhìn cũng khá là hợp đôi. Xong đi chụp những bộ hình, xong bắt đầu lại có được những bộ hình đẹp với anh lúc đấy. Không chỉ hình nữa mà bọn mình còn làm bài hát với nhau. Mình làm rất nhiều dạ. Bài hát với nhau luôn.
mà bài nào cũng phải có tí giọng của anh thì mới chịu nhờ. Dạ. Anh rap rất là hay, anh hát cũng rất là hay, anh hát hay hơn rap á. Nhưng mà anh với em mà hát cùng nhau thì lại không hợp giọng. Nhưng nếu em hát mà anh rap á thì lại hợp nhau. Em cũng không nghĩ là trước đây em lại có mấy bài cùng với một anh rap bài hát cho em mà đẹp trai như anh. Thì tại vì là bọn mình tìm ra cái đặc điểm chung đó là cùng yêu thích nghệ thuật ấy. Thì bọn mình mới làm việc với nhau, mới làm ra những sản phẩm âm nhạc cùng nhau. Dạ. Bây giờ mình sẽ đến một cái thử thách mới. Ok. Đó, nhưng mà thử thách này nó cũng nhẹ nhàng thôi, vui vẻ thôi. Thì bây giờ anh sẽ cần em nhìn lên màn hình. Vậy em... Chào con gái. Hôm nay mẹ nghe là con tham gia chương trình Trò Tinh Hoàn Mỹ. Ủa? Mẹ cũng chúc con gái mẹ là tìm được một nửa của mình. Và chúc cho con ở đâu ra vậy? Hạnh phúc. Ba và mẹ chúc con cố gắng và hãy cố gắng. Ủa? Chào con gái. Mẹ biết con gái mẹ hơi nóng tính. Nhưng ngược lại con gái mẹ là rất có hiếu với ba mẹ và rất chăm lo cho gia đình và các em. Mẹ chỉ mong sau này con gái mẹ tính dịu dàng hơn và chứng chắn hơn, để sau này con rể của mẹ được nhờ. Và mẹ cũng cầu mong cho con gái mẹ và tìm được một nửa của mình được mãi mãi hạnh phúc. Đó là mẹ mong ước nhất. Chào con gái nha, hãy nhớ lời của mẹ. Ba mẹ chúc con gái luôn luôn hạnh phúc nha. Không ngờ không, không ngờ không? Có, ủa anh lấy clip ở đâu đó? Bí mật. Thực ra ở em ấy còn có một cái đặc điểm nữa. Một cái đặc điểm nữa mà anh cực kỳ thích và nó khiến anh yêu em hơn. Đó chính là cái cách mà em đối xử với gia đình. Em chăm lo cho gia đình, hy sinh vì gia đình như nào. Em là một cô gái có một tuổi thơ không được hạnh phúc. Anh biết điều đó, anh biết những câu chuyện của em. Chính vì thế nó khiến anh càng ngày càng yêu em hơn. Và càng ngày phải càng cố gắng che chở cho em. Trên tay anh nó là một tấm vé máy bay. Em có muốn mở ra không? Em có muốn biết là tấm vé này sẽ dẫn đi đâu không? Dạ có. Em có muốn biết không? Dạ muốn ạ. Thế bây giờ mình thử bỏ ra thử nhá. Ok. Em bỏ đi. Có mấy tờ lận hả? 2 tờ vé. Ủa đi Hàn Quốc hả? Dạ. Anh biết là em rất là thích Hàn Quốc. Rất là thích cái khung cảnh tuyết rơi và lạnh ở Hàn Quốc. Rất là lãng mạn. Dạ. Anh cũng thích. Ôi. Chỉ cần là em thích là anh thích. Vậy là anh định đi Hàn Quốc với em hả? Dạ. Yeah. Wow. Anh hy vọng rằng anh sẽ được cầm tay em và tận hưởng cái không khí lãng mạn bên Hàn Quốc nha. Anh đặt rồi. Em khen anh sáng tác hay đúng không? Dạ đúng thì, rồi. Thế bây giờ em thử, anh có một cái demo này, anh cho em nghe thử nhá. Em thẩm thử giúp anh xem nó có ok không? Ok. Nhá. Yeah. Ok, vậy bây giờ anh thử nha. Anh cho em nghe thử cái demo đấy nha. Ok. Được không? Ok. Một ngày nào đó chắc là không xa, anh sẽ vẽ con đường lá hoa bằng kỷ niệm đôi ta. Anh cất giữ riêng mình tấm hình, nhìn tụi mình say đắm vui biết bao. Anh muốn khóa em bằng đôi môi, siết em bằng những ngọt ngào. So
kia cơn mưa còn rơi. Khoảnh khắc ấy anh vẫn đắm trong mơ mộng em đã đến để cuộc sống anh thêm nhiều màu sắc. Anh sáng tác gì ạ? Bài của anh sáng tác ạ? Dạ, tất nhiên. Wow. Bài của anh sáng tác mà. Rất là thì hay ạ. Bây giờ anh có một món quà nữa muốn dành tặng cho em. Em thử nhắm mắt một chút đi. Ngại quá, cứ nhìn thôi. Dạ, ok. Chuẩn bị nhá. Sorry. Tay này đúng không? Chị đã cầu hôn ai bao giờ đâu mà biết. Anh muốn tặng em chiếc nhẫn này bởi vì là ấy, anh biết rằng một cặp đôi trao nhẫn cho nhau thì chứng tỏ là họ đang muốn đánh dấu một cái chặng đường và một cái tương lai sắp tới mà họ muốn gắn bó cùng với nhau. Anh đứng dậy đã. Anh lại ngồi đi. Ok, rồi anh ngồi đây ha. Vâng. Thật ra anh ngồi xuống đi. Ok. Thật ra thì trong khoảng thời gian qua, cái lúc mà sau khi xé tấm ảnh á, mình giận nhau á, thì em khoảng thời gian đó tới giờ thì em nhận ra một điều á, đó là khi không có anh ở bên cạnh, em sống vẫn rất là tốt. Anh nói anh muốn có những kỷ niệm mà đúng không? Dạ. Vậy thì những kỷ niệm đời thường gì? Vậy bây giờ em với anh cùng nhau chụp một tấm ảnh nhá. Ok. Đi, lại đây. Bây giờ okay. em sẽ đứng như này. Wow, đây là cái trend TikTok á. Anh sẽ cầm cái điện thoại này. Ok, easy. Xong rồi anh cầm một tay thôi, không vướng tóc em này. Anh cầm một tay á, anh ấn vào đây, xong anh giơ lên trên đầu. Xong chụp một tấm này gì? Dạ đúng giơ rồi. Giơ lên nhảy á? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Giơ lên nhưng anh cầm một tay thôi. Nhảy hả? Ừ. Rồi anh đổ giơ lên ha. Giơ lên trên đầu ý. Ok ok. Oh.
Ủa, ủa. Ủa, alo, ủa, đây alo. Là không, đây là cái trên TikTok thôi ạ. À, nghĩa là em nhận cái nhẫn đó thì nghĩa là em sẽ là người yêu của anh chính thức đúng không? Dạ, đúng rồi. Lý do hôm nay anh mời em tới đây là bởi vì anh cũng muốn em được yêu thương và chăm sóc trong những ngôi nhà xinh đẹp như vậy. Và người mang lại yêu thương đó chính là anh. Anh biết là trong quá khứ anh đã từng làm em buồn vì anh còn chần chừ và e ngại không dám thổ lộ chuyện tình cảm với em và làm em thất vọng. Mà hôm nay anh đã mời em tới đây để bày tỏ tình cảm của mình với em trước sự chứng kiến của rất nhiều người, và cũng để khẳng định cho em biết một điều là anh đã sẵn sàng ở bên em. Duyên Dương, bỏ chữ giờ đi thì nó thành cái gì? Ô, là Uyên Ương. Va vào nhau cái là có cảm giác và cảm xúc là mình yêu luôn. Lúc đầu em vừa nhìn anh tới nhưng mà em lại cảm giác là cảm giác rung động một chút, cảm giác như có một cái linh cảm gì đấy. Anh phải hàng ngày anh phải trau dồi bản thân, anh phải cố gắng làm sao để cho cái bản thân của mình tốt hơn, phù hợp với em, xứng đáng với em hơn. Điều này nó cũng giống như là cái tình cảm của anh dành cho em ấy. Nó luôn là âm thầm và vun vén, vun trồng. Anh mong một ngày nó cũng sẽ nở hoa và nó cũng sẽ phát triển. Anh trân trọng những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm của chúng ta. Mặc dù em có xé đi ấy, nhưng mà anh vẫn sẽ nhặt lại. Dù sao thì bên trong đấy nó cũng là những khoảng thời gian, khoảng kỷ niệm. Ok, giờ vào việc luôn nhá. Mình vào nữa. Nhận đi. Vào việc như nào? Ok, tay trái không? Hơi đỏ một chút nhưng không sao. Ok, và anh bóp lại cho không sao cả. Thật ra thì thời gian qua em nhận ra rằng á, là không có anh em sống vẫn rất là tốt. Nhưng mà đến hôm nay em nhận ra nếu có anh thì cuộc sống của em sẽ tốt và ấm áp hơn. Nếu có anh thì cuộc sống của em sẽ tốt và ấm áp hơn. Và đâu phải hùng điêu nha. Thật ra thì em đoán rằng là cái thiệp mời em lên đây hôm nay á là 85% á là anh rồi. 15% thì là xui thôi. Thật ra là giấu kỹ ha. Giấu à. Em nghĩ rằng nếu như mà ở trong 85% á là anh tỏ tình với em thì em cũng có chuẩn bị một món quà cho anh á. Thật luôn, dạ. Thật luôn, dạ, dạ. Tinh tinh tinh, tinh tinh tinh. Tinh tinh tinh. Wow. Em cũng có chuẩn bị nhẫn cho anh á. Có cho anh luôn. Dạ. Bây giờ, ok, em thử đeo cho anh đi xem nhở. Để em đeo cho anh. Mình nha. Nên đeo ngón nào ta? Anh đeo ngón nào cho em thì em sẽ đeo ngón đấy cho anh. Ok, ngón đấy anh rất là thích á. Ngón đấy anh rất là thích á. Bây giờ là mình đã đồng ý chưa ta? Vậy là đồng ý rồi. Vậy là đồng ý rồi. Wow. Ok, vậy là đồng ý rồi nha. Nha, 1, 2, bạn quay. 1, 2, bạn quay. Hello. Chào. Mình là Vi Dương.
Mình là Winnie. Yeah, và bây giờ hai bọn mình đã về chung nhà với nhau rồi nha. Bye bye, bye bye. Ôi. Bye bye, bye bye. Ủa? Như một số hoa thật sâu thì tình cầu cứ xoay trong phân ly. Để ngày mang niềm vui cho anh như bất tận. Mình đi trước nha. Bye bye anh. Tốt nghiệp, tốt nghiệp sớm. Tốt nghiệp. Được kìa. Mình ghế đây để cho ai. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn anh em. Chúc mừng, chúc mừng. Yeah, yeah, bạn của tôi. Ôi, anh trai yêu quý của em. Vào chúc mừng, chúc mừng em. Cố gắng tốt nghiệp nha anh nhá. Ok, anh đến cố gắng tốt nghiệp anh nhá. Đã, chưa được. Rồi, mời vào đây. Anh trai của em. Ôi, từ đó. Yeah, okay. Khóc rồi, rồi thì khóc. Hey, có mấy bạn thì khóc rồi. Dạ. Anh chân thành quá. Thế chân thành quá. Chân thành không? Thế không khóc đi cho tí. Không, anh để dành nước mắt đến màn của anh. Ok. Anh đúng ý cho, đây là lần đầu tiên em thấy thằng bạn em nghiêm túc gì luôn. Ờ, nghiêm túc đúng, và chân thành, rất là nghiêm túc và chân thành. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn luôn á. Thảo á. Thảo á. Thảo á. Xin lên nào. Đứng đứng. Ok, anh cảm ơn em dài. Ok, chúc mừng anh nha. Bye bye anh nha. Ok, ok em, ok em. Đây. Cảm ơn anh, cảm ơn. Chúc mừng chàng trai mới quen của chị. Anh em, anh cảm ơn. Đầu bạc thằng Long nha. Long luôn. Ok, bye. Ok, ok em dài. Rồi, chúc mừng chàng trai dạ, mới quen chị của chị em nha chị. Đây, em vào đứng với cô gái. Cảm ơn em. Và thật sự là ngày hôm nay chị phải gửi lời cảm ơn đến hai em. Bởi vì hai em đã mang đến một cái kết hạnh phúc cho chương trình ngày hôm nay. Và lúc nãy khi mà chị ngồi bên dưới á, chị có nghe điệp khúc của ca khúc mà Dương dành tặng cho Connie. Đó là thương em mạnh mẽ, dạ, gai góc và... trước bão giông. Dạ. Vậy thì hãy thể hiện tình yêu, hãy thể hiện cái sự thương đó của em như trong lời bài hát của mình bằng cách dang rộng đôi bàn tay của dạ. mình ra để ôm lấy cô gái này và hãy bảo vệ cô gái này. Bởi vì có thể sắp tới đây nếu như cô gái này hay là em lại phải hứng chịu những lời bình luận không được tích cực thì dạ. chị mong em sẽ luôn luôn nắm chặt tay cô gái này dạ. và bước qua cùng bạn ấy, bước qua khỏi bão giông dạ. chứ không yes. phải để cho cô gái ấy phải mạnh mẽ mà phải xù lông lên vâng, để chống dạ. chọi những bão giông của mình dạ. Còn với Bonnie thì chị hy vọng là em sẽ trân trọng tình cảm này và hãy mở lòng đón nhận một tình yêu mới này. Bởi vì chị tin rằng Vi Dương sẽ là một bờ vai vững chắc để em có thể dựa vào. Còn đối với quý vị khán giả thì Phương Anh hy vọng rằng các bạn cũng đừng quá khắt khe với cặp đôi trẻ này. Bởi vì nếu như các bạn ấy không làm nghệ thuật thì các bạn ấy cũng là những người như biết bao nhiêu người bình thường khác, cũng có trái tim, cũng có những rung động. Thế nên Phương Anh cũng hy vọng là chúng ta dành tình yêu thương và hãy mở lòng với mối quan hệ mới của các bạn. Và chúc cho hai bạn sẽ có một tình yêu hoàn mỹ nha. Dạ, cảm ơn. Và các khách mời của chúng ta cũng giống như là các bạn khán giả, nếu như mong muốn có được những màn tỏ tình lãng mạn giống như Vi Dương và Connie thì hãy tải ngay app ứng dụng Ask Any để có thể được các chuyên gia tư vấn của ứng dụng tư vấn cho mình để có một màn tỏ tình thật lãng mạn. Và bây giờ thì chắc chị nghĩ là các em cũng chưa muốn đâu, nhưng mà chúng ta đành phải chia tay người bạn Vi Dương của mình và xin mời hai bạn đến với không gian riêng của mình nha. Chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc nha. Hạnh phúc nha, hạnh phúc nha. Hãy cho tôi biết nha. Nhớ rủ tôi đi nhậu với nha. Để luôn. Tốt nghiệp sớm, tốt nghiệp sớm. Ok. Tốt nghiệp quá sớm luôn. Tạm biệt nha. Bye. Bye. Trời ơi, ngưỡng mộ quá à. Đi lên không biết anh cảm thấy sao. Nhưng mà hồi nãy em thấy lúc mà Vi Dương vừa lên anh hình như có ước mi một chút xíu đúng không? Tại anh cũng là người chọn của Ni. Thì nói chung cũng hơi tiếc xíu nhưng mà nhân không sao. Nhưng mà thấy Vi Dương xứng đáng. Vì xứng đáng. Không, thật sự là hôm nay Vi Dương rất chân thành mọi người ạ. Đúng rồi. Ý là quay Vi Dương vài số thấy Vi Dương rất là ít nói, mà nói ra câu nào kiểu nó hơi bad boy một chút đấy chị. Nhưng mà hôm nay thật sự ấy, khi mà em ngồi ghế này em có một vài giây phút em hơi rơm rớm một chút, bởi vì em thấy thằng bé nó nói ra những cái câu mà nó chân thành quá. Thật sự với em cảm thấy như vậy. Còn chị thì đây là lần đầu tiên chị đến với tỏ tình hoàn mỹ và đây có thể là tập phát sóng đầu tiên. Được. Và chị lại rất là may mắn khi chị có thể chứng kiến được một màn ra về rất là hạnh phúc như vậy. Và
Chị nhớ là đâu đó trong chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ của chúng ta cũng có rất nhiều cặp đôi đã ra về với nhau. Và không chỉ là chỉ ra về đâu nha, mà họ còn đi đến hôn nhân. Và họ những quả ngọt là những em bé nữa. Các bạn thân mến, chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ là nơi có thể share duyên cho các cặp nam và nữ đến với nhau. Và sau khi ra về tại Tỏ Tình Hoàn Mỹ thì có những cặp đôi có được những kết cục hạnh phúc như là đi đến hôn nhân nè. Và có những cặp đôi còn có thêm cái em bé nữa. Và bên cạnh đó thì có những cặp đôi ra về nhưng sau một khoảng thời gian tìm hiểu thì họ chỉ có thể trở thành bạn bè của nhau mà thôi. Thì Phương Anh cũng hy vọng là quý vị khán giả xin đừng quá khắt khe về vấn đề này, bởi vì chúng ta hãy tôn trọng cảm xúc của các bạn, vì ngay tại thời khắc đó các bạn đã sống thật với cảm xúc của mình. Và Phương Anh cũng hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ hành trình của các bạn trên con đường tìm kiếm tình yêu sắp tới nhé. Đến đây thì thời lượng chương trình xin được phép khép lại. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ ở khung giờ quen thuộc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Hẹn Hò Hoàn Mỹ, với sự đồng hành của ứng dụng App Annie, là người bạn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường, là nơi có thể chia sẻ những thắc mắc từ đơn giản đến phức tạp với chúng ta. Cho nên chúng ta hãy tải ngay ứng dụng App Annie để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tải ngay ứng dụng Ask Annie để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Chàng trai đến đây ngày hôm nay là một người quen. Trời ơi! Wow! Của người quen và đã là từng gặp một trong số các em ở đây. Wow. Ai ta? Người quen khả năng gì cao cao nha. Nhưng mà ví dụ như ngày hôm nay chàng trai đến đây là một người quen của em thì sao xin? Dạ. Wow.